Laptop 14 inch, trọng lượng 1,4 kg, nhưng cấu hình mạnh như laptop gaming. Và không biết bằng cách nào mà Asus có thể nhét một combo cấu hình i5-13500H card RTX 3050 vào trong một chiếc laptop trọng lượng chỉ có 1,4 kg như thế này. Thật sự là khó hiểu. Và mình biết đang có rất nhiều anh em có nhiều thắc mắc về chiếc laptop này đây. Vậy thì ngay bây giờ cùng Laptop World trải nghiệm Vuebook 14X OLED phiên bản 2023 trong video này anh em nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì về cái phần thiết kế Vuebook 14X OLED phiên bản 2023 gần như là không có nhiều sự khác biệt và gần như là không có sự thay đổi gì so với cả phiên bản Vuebook Pro 14 năm ngoái. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có một thiết kế mặt lưng bằng hợp kim nhôm. Sờ lên thì nó sẽ hơi mát mát, lạnh lạnh anh em ạ. Còn toàn bộ bên dưới mặt C và mặt D sẽ là bằng nhựa anh em nhá. Với cái phần mặt lưng sẽ có cái logo Asus Vuebook nổi lên bên trên như thế này. Và đó là tất cả những cái điểm nhấn về thiết kế ngoại thất của chiếc laptop này. Màu của máy sẽ là màu bạc. Mình đang hắt một cái đèn xanh lên trông nó giống màu xanh nhưng thực chất nó là màu bạc anh em nhá. Đó, trông nó thanh lịch như thế đã đủ làm vừa lòng những em khó tính chưa? Bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào ngay những cái ưu điểm rất nổi bật của Vuebook 14X. Đầu tiên không thể không kể đến một hãng sản xuất laptop màn hình OLED tốt nhất thế giới. Phải kể đến đâu ạ? Asus chứ còn gì nữa đúng không nào? Hầu hết tất cả những cái mẫu máy từ phân khúc giá rẻ cho tới những phân khúc cao cấp, chúng ta đều bắt gặp những mẫu màn hình OLED cực kỳ xịn của nhà Asus. Và 14X OLED này cũng không phải là ngoại lệ. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có một chiếc màn hình kích thước 14 inch độ phân giải 2,8K và tất nhiên rồi, tấm nền OLED. Tần số quét lên tới là 90Hz và độ trễ sẽ chỉ là 0,2mm mà thôi. Một cái thông số như kiểu là trên một chiếc laptop kia mình vậy, đúng nào? Ngoài ra nhá, chúng ta sẽ có tỷ lệ khung hình sẽ là 16:10 anh em ạ. Tức là bây giờ em nó sẽ có tỷ lệ là 2880x1800. Về cái màn hình này thì nó sẽ thiên nhiều hơn về khung hình dọc này. Nó sẽ tối ưu hơn cho các anh em làm sáng tạo nội dung, làm các công việc liên quan đến các phần mềm đồ họa, hay là kể cả soạn thảo văn bản, soạn thảo content ở trên này. Chúng ta có thể kiểm soát được nhiều nội dung hơn, đúng không nào? Thêm nữa, cái màn hình này nó còn phù hợp hơn cho các anh em multimedia nữa này. Nó cho chúng ta cái độ bao phủ màu đạt lên tới là 100% DCI-P3 anh em ạ. Màu sắc màn hình thì phải nói là cực kỳ chuẩn. Và quan sát trên cái màn hình OLED này thì thú thật là nó rất là nịnh mắt luôn đấy. Màu sắc tươi, đẹp và độ tương phản cao, sắc nét và rõ ràng. Hơn nữa, đây là một chiếc màn hình sử dụng cái lớp phủ là màn hình gương. Cho nên là cái việc chúng ta nhìn màu sắc bây giờ nhìn qua cái màn nó trong hơn rất nhiều so với cả một cái màn hình chống lóa phủ mờ. Chính vì thế màu sắc trên này thực sự là nó cực kỳ xuất sắc luôn. Dành cho các anh em multimedia thì bá đạo, tối ưu luôn đấy anh em ạ. Và nếu chúng ta thường xuyên phải di chuyển nữa thì trọng lượng 1,4 cân là quá hợp lý cho chúng ta, đúng nào anh em. Thêm nữa nhá, mức độ sáng của màn hình này có thể đạt tới là 600 nit ở nội dung HDR và 400 nit ở nội dung SDR thông thường. Mức độ sáng đủ lớn để anh em có thể thoải mái quan sát màn hình này ở mọi môi trường ánh sáng. Và ngoài ra những cái chứng chỉ về tiêu chuẩn màu sắc trên màn hình như kiểu là VESA hay là chúng ta sẽ có chứng chỉ về Pantone đều sẽ có đủ hết cho anh em yên tâm làm đồ họa cực kỳ chuẩn xác trên màn hình này. Và có một cái chứng chỉ mà mình cũng rất thích bởi vì mình hay làm việc đêm, đó chính là TUV Relent. Cái chiếc màn hình này nó lọc lên tới là 70% ánh sáng xanh gây hại cho mắt cũng là giấc ngủ của người dùng. Chính vì thế mà nó đã được cấp cái chứng chỉ TUV Relent này. Và bây giờ đây làm việc đêm không sợ mất ngủ, không sợ hại mắt nữa. Đó là những cái điểm nhấn cực kỳ mạnh của màn hình Vuebook 14X OLED. Trong những cái phiên bản mà trong khoảng độ dưới 20 triệu chúng ta cũng có màn hình như thế rồi. Nhưng mà cấu hình thì sao? Bây giờ chúng ta lại phải đi kể đến cấu hình, là một cái điểm nhấn mà nó còn mạnh hơn nữa cơ. Như từ đầu video mình đã nói đấy, chúng ta sẽ có một con i5-13500H cho chúng ta 12 nhân và 16 luồng, trong đó có 4 nhân hiệu năng cao và 8 nhân tiết kiệm điện. Với 4 nhân hiệu năng cao có thể đạt mức xung nhịp turbo lên tới là 4.7GHz anh em ạ. Còn trên 8 nhân tiết kiệm điện sẽ đạt xung nhịp turbo có thể đẩy lên tới là 3.7GHz. Và đó là với CPU. RAM của máy thì đó là sẵn là RAM DDR4 mà thôi. Và 16GB. Nhưng mà rất may là chúng ta lại có được lắp đặt là dual channel anh em ạ. Một thanh thì được hàn chết ở trên mainboard, còn một thanh nữa thì có thể lắp ở bên ngoài. Thì đấy, một thanh lắp ngoài bên ngoài sẽ là 8GB và em nó có sẵn là hai thanh 8GB dual channel bus 3200. Thì lúc này nó cũng phải nói là tối ưu và hiệu năng không bị thua kém DDR5 quá nhiều. Cho nên là mình đánh giá cái phần này nó sẽ tối ưu hơn phần nào đó cho mức giá của sản phẩm anh em nhé. Tiếp theo là ổ cứng SSD 512GB PCIe Gen 3. 512GB thì mình thấy là cũng đã đủ dùng, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ còn có thể nâng cấp nữa. Có thể nâng cấp được ở trên máy này với SSD. Cái điểm mấu chốt đây này,
Về card đồ họa, phiên bản này có trong tác card đồ họa anh em ạ. Có mã là K3405VC viewbook này nhá. Thì em nó sẽ cho chúng ta một phiên bản card đồ họa RTX 3050 4GB RAM. Chắc chắn là nghe thấy đây thì anh em sẽ bảo là ui, trên Ultrabook 1,4 cân có một quạt tản nhiệt thôi mà chơi những i5-13500H, chơi hẳn RTX 3050, thế thì chả nóng lắm à? Nóng làm sao được, anh em có muốn nóng không nóng được. Bởi vì sao? RTX 3050 4GB ở trên này em nó chỉ ăn có là 40W điện mà thôi anh em ạ. Và mình có chạy qua format một quãng thời gian đủ dài thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nhiệt độ của em nó có thể chỉ giữ tối đa cho mức là 67 độ C. 67 độ C cho 40W điện thì phải nói thật là nó không thể nóng. Như này không hề là nóng anh em nhá, nó rất mát. Và với những tác vụ chúng ta có thể xử lý ở trên em máy này thì tất nhiên rồi, chơi game, làm đồ họa, edit video, chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế, vân vân. Ngon, đúng rồi anh em, nhất là với trọng lượng nhẹ thì chiếc laptop này sẽ là một chiếc laptop mà nhiều người dùng hướng tới. Vì nó quá linh hoạt mà cấu hình của nó lại khủng như thế cơ mà. Và nhiệt độ thì mình cũng đã chứng minh cho anh em thấy là nó không thể nóng được rồi, với cái mức điện năng tiêu thụ như thế. Mà nếu như tổng thể trên cả chiếc máy này thì em nó cũng sẽ chỉ ăn lên được tối đa là 55W điện ở trên cả CPU, cả GPU mà thôi. Cho nên là với cái mức điện năng như thế này thì cho một quạt tản nhiệt nó là hoàn toàn gánh tốt anh em nhá. Và quạt của máy thì được đặt ở bên này. Đó. Và vì không gian nó quá là hạn hẹp cho nên chúng ta sẽ không thể lắp được thêm một chiếc quạt nữa ở bên này anh em ạ. Mà họ chỉ có thể trang bị một chiếc quạt thôi, như thế cũng đã hợp lý rồi, hoàn toàn là chấp nhận. Mình rất là thích combo này rồi. Thêm nữa nha, chúng ta sẽ cùng qua tới một chút nữa trải nghiệm ở phần mặt C này, sẽ thuyết phục anh em hoàn toàn luôn này. Ở đây chúng ta có một cái phần bàn phím, một phần trackpad kích thước rất là lớn, phần bàn phím với hành trình phím sâu và với bàn phím Asus ErgoSense. Nó cho chúng ta một cái trải nghiệm gõ mà nó rất là công thái học. Theo đúng nghĩa của Asus nói thì nó cho chúng ta hành trình phím sâu lên tới 1,4mm, hơi võng lòng chảo 0,2mm ở chính giữa của phần keycap, giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm mà gõ phím nó hơi ôm vào đầu ngón tay, bấm cực kỳ thích và êm. Và một cái layout nó thiết kế nó rất là thuận tay với đại đa số người dùng, cho nên là bất kỳ ai đặt tay ở đây có thể soạn thảo cực kỳ nhanh và làm quen rất là dễ. Thêm nữa chúng ta cũng sẽ có đủ đèn nền bàn phím và vô vàn các cái phím chức năng ở phía bên dưới này. Đó, có đủ hết. Nhưng mà em nó không có phím số phụ. Mà đã không có phím số phụ rồi, năm nay Asus cũng bỏ luôn đi cái phần number pad ở trên cái dòng viewbook này luôn. Chính vì thế mà chúng ta sẽ bắt buộc phải nhập phím số ở bên trên này. Hơi tiếc đúng không nào. Nhưng mà bù lại thì anh em sẽ có một chiếc cảm biến vân tay một chạm tích hợp vào đây. Đó, có cảm biến vân tay. Và bây giờ là đăng nhập một chạm. Thời buổi công nghệ rồi, bây giờ đăng nhập nó phải sinh trắc học, đúng không nào anh em. Cái trải nghiệm của mình về phần trackpad này mình cũng đánh giá rất là ổn nhá. Nó lướt rất mượt và kích thước lớn, được phủ kính, tracking chuẩn. Và cái việc chúng ta sử dụng văn phòng hay lướt web, lướt TikTok, Facebook, YouTube vân vân trên chiếc máy này là thoải mái mà không cần thiết phải sử dụng thêm bất kỳ một con chuột rời, bất kỳ một cái bàn phím rời nào nữa. Như này là quá đủ ổn rồi anh em ạ. Và có một cái thứ nữa chắc chắn anh em sẽ thích ở trong cái thời buổi dịch bệnh Covid này, đây chính là em nó được phủ một lớp kháng khuẩn có tác dụng lên tới là 3 năm và có thể diệt lên tới là 99% vi khuẩn. Uy tín chưa anh em? Bây giờ thường thường laptop, những cái thiết bị công nghệ, điện thoại, smartphone hay là laptop thường là những cái thiết bị mà nó bị bám rất là nhiều vi khuẩn. Và cái việc được phủ lên một lớp kháng khuẩn như thế trong một khoảng thời gian khá là dài như thế thì hoàn toàn là một cái lợi rất là lớn cho người dùng, bảo vệ tốt cho sức khỏe. Rồi, một số những cái điểm nữa mà chúng ta cần quan tâm trên chiếc laptop này, ví dụ là về pin. Ở đây chúng ta có viên pin là 3 cell và 63W, trọng lượng nhẹ nhá, cấu hình mạnh nhá, nhưng mà pin không hề thấp đúng nào. 3 cell và 63W là một viên pin mình đánh giá là khá lớn trên cái chiếc laptop này. Nó lắp đặt ở bên dưới này anh em nhá. Và nếu như mà anh em muốn tối ưu thời gian trải nghiệm pin thì hoàn toàn có thể giảm mức độ sáng màn hình xuống, giảm tần số quét màn hình về 60Hz và chuyển chế độ hoạt động của máy sang chế độ silent. Thì lúc này máy sẽ tối ưu hơn cho chúng ta về thời gian trụ pin, cũng như là sử dụng những tác vụ nhẹ nhàng như lướt web hay là xem YouTube thì có thể trụ cho chúng ta trong khoảng độ hơn 5 tiếng cho đến 6 tiếng đồng hồ trên chiếc Vivobook 14X OLED phiên bản 2023 này anh em ạ. Pin cũng đã là khá ngon rồi. Về kết nối không dây thì chúng ta cũng sẽ có lên tới là Wi-Fi 6E đến từ Intel cơ. Nó không phải là một cái phiên bản card Wi-Fi nào khác hãng giá rẻ, mà ở đây chúng ta có hẳn là Wi-Fi 6E Intel Wi-Fi AX211 luôn anh em ạ. Tốc độ cao và độ ổn định cũng rất là cao. Đây là một con Wi-Fi xịn mà được bắt gặp trên rất là nhiều những mẫu laptop với mức giá cao, đúng là nghe. Thêm nữa là về cổng kết nối thì chúng ta cũng sẽ có đây, đa số cổng kết nối đặt sang bên cạnh phải của máy, cổng nguồn HDMI full size,
USB Type-A 3.2 Gen 1, USB Type-C, tích hợp thêm là sạc qua đây em nhá. Và ở đây chúng ta rất tiếc là sẽ không thấy có sự xuất hiện của Thunderbolt 4. Một sự cắt giảm nhỏ nhỏ nhưng không đáng kể. Tiếp theo là một jack audio 3.5 combo. Và bên cạnh phải của máy sẽ là một cổng USB Type-A nữa, và đây cũng sẽ là 3.2 Gen 1. Lý do vì sao mình nói là Thunderbolt 4 không đáng kể, bởi vì cái chuẩn này cũng cho chúng ta tốc độ đọc ghi đã rất là cao rồi và tối ưu cho đại đa số các thiết bị chúng ta sử dụng hàng ngày rồi. Còn với cái chuẩn Thunderbolt 4 là 40GB trên giây thì cái nhu cầu đấy mình thấy nó không phải là quá nhiều đối tượng sử dụng cần tới. Nói chung là nhu cầu khá thiểu số. Thêm nữa là các thiết bị mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì không có quá nhiều thiết bị có thể hỗ trợ lên được cái chuẩn Thunderbolt 4 này. Tốc độ nó khá là cao đúng không nào? Những thiết bị bây giờ không cần thiết tới mức đó. Thế là mình thấy để cắt giảm được cái gì hay thứ đấy để tối ưu về cái mức giá thì sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và tổng thể cho tất cả mọi thứ gộp vào trong một cái thiết bị nó nhỏ gọn như thế này, chỉ có 1,4kg và chúng ta chỉ cần bỏ ra hơn 27 triệu đồng nếu có thể sử dụng chiếc laptop này mà thôi. Và đường link sản phẩm thì mình để bên dưới mô tả video rồi. Anh em quan tâm thì có thể kéo xuống, click vào và tham khảo chi tiết nhất về thông số như là mức giá tại thời điểm xem video nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn lại một chút cho Laptop World một like, một sub, cũng như nhấn một nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và đừng quên là xem video ở bên cạnh bên này, mình có để một cái video giveaway, anh em có thể vào đó và tham gia anh em nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.